Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng cầu lông này. Thế thì cái thứ nhất nói về sử dụng cầu lông thì hiện tại bây giờ con xe của tôi đã nằm sẵn đây rồi. Được chưa? Thì tôi sẽ nói về cái phần mà ví dụ như là sau khi em sửa chữa xe xong em đánh ra ngoài. Được chưa? Thì sau khi em hạ xuống đây rồi thì em muốn đánh ra được thì ở đây nó có hai cái tay cầu. Em nhìn cái hai cái tay màu vàng ấy. Được chưa? Đấy thì nó đã được liên kết ở bên trong gì đấy, trong xe rồi. Thế thì khi em hạ kịch xuống rồi thì lúc này em muốn đánh được con xe này ra ấy, thì bắt buộc là em phải gì đấy, nghĩa là gì, kéo hai cái tay cầu này ra, nghĩa là kéo sang hai bên như thế này, được chưa? Thế để thực hiện kéo được ở đây thì các em lưu ý là ở trên này nó sẽ có một cái lúm đỏ đây này, nhìn thấy đây không? Thì bắt buộc các em phải gì đấy rút cái lúm này ra để các em gì quay nó ra. Nhưng trước khi rút ra thì các em thu cho tôi cái gì đấy, cái tay cầu này này, thu cái tay cầu này cho nó gắn lại nhá. Sau đó các em rút cho tôi cái này lên và đưa ra như này. Được chưa? Thì tốt như vậy ở bên này cũng gì? Rút ra. Được chưa? Bên phải bên trái cũng vậy nhé các em. Cái này em phải thu cái tay cầu lại nhá, để tránh trường hợp nó vướng vào bánh gì? Bánh xe. Sau đó em nghĩa là gì đấy, kéo nó sang bên ngang này. Thì khi em kéo sang ngang này thì em đánh xe ra ngoài nó sẽ không bị gì đấy chệt bánh xe lên cái gì? Cái tay cầu này. Được chưa? Đấy. Và cái thứ hai nữa là đối với cái trường hợp mà cho ra thì cái trường hợp cho vào nó cũng y như vậy. Thì ví dụ bây giờ em muốn đánh con xe vào đây để kiểm tra sửa chữa nó thì bắt buộc là em cũng phải cho vào cầu lâm. Và cho vào cầu lâm thì đương nhiên là các em phải cho hai cái tay, những cái tay cầu này làm sao, nghĩa là làm ngang, nghĩa là làm dọc theo cái đường xe vào này, nghĩa là nó cứ ép sang hai bên nhằm mục đích ngăn không cho gì đấy các bánh xe chèn lên các cái tay cầu này nhá. Được chưa? Nếu nó chèn lên thì nó một là nó khó vào, hai là làm sao nó làm hỏng cái tay đó đi. Đấy. Thì đấy là đối với nó nhá. Thế thì cái trường hợp nữa là ví dụ như khi tôi ví dụ sang cái trường hợp là tôi đánh xe vào đây rồi để tôi chỉnh, nghĩa là tôi chỉnh tay cầu vào để thực hiện nâng xe gì lên được thì các em lại làm sao? Lại rút cái chốt lên. Nghĩa là em rút cái chốt màu đỏ nhá. Nó cái này cái rút cái chốt nó khóa ở trên cái răng này nhá. Được chưa? Sau đó em lại đẩy tay cầu vào. Sau khi em đẩy tay cầu vào rồi thì các em làm sao? Em chịu khó thì đấy, ngồi xuống và gì đẩy cái tay cầu ra phù hợp với gì đấy, nghĩa là phù hợp với cái khung thân vỏ xe để ta thực hiện nâng gì nâng lên. Và khi em đưa đẩy nó ra thì các em nên nhớ là các em sẽ cho vào cái phần thân khung vỏ xe nhá các em, nghĩa là cho các tay cầu đây, ví dụ như cái này lên đấy nhá, nó phải vào cái phần khung thân vỏ xe này, được chưa? Và các em đừng cho vào những cái vị trí ví dụ như là những cái vị trí mà nó là gọi là dầm vỏ dưới ấy, cái vỏ ấy, thân vỏ ấy mà em cho vào đấy mà nó không đúng cái chỗ cứng thì nó sẽ làm cho bẹp nhá. Được chưa? Cái thứ hai nữa là khi em làm thì tuyệt đối đừng để cho ra cái mép luôn. Có một số người không hiểu mà cho ra cái mép này này, cái mép chỗ cái dầm cửa này nhá. Được chưa? Mà các em nâng lên thì nó sẽ làm móc cái này sẽ làm cái cửa của em nó mở ra đóng vào khó. Thì bắt buộc em này phải đi nắn gì? Nắn lại vỏ lại. Được chưa? Đấy. Do vậy các em đẩy vào cho tôi này. Yeah, sau đó các em chỉnh lấy các vị trí làm sao chuẩn cho tôi nha. Đấy, sau khi chỉnh vào rồi thì ta sẽ thực hiện làm sao nâng cầu lên. Khi nâng cầu lên thì các em nhìn cho tôi này, ở trên cái bộ điều khiển của nó sẽ có hai cái công, nghĩa là có một công tắc và một cái cần điều khiển nha các em. Thì đây là cái cần điều khiển, cái cần này nghĩa là cần dùng để hạ cầu nhé. Đây đấy, cái thứ hai cái công tắc màu xanh ở đây nhá, đó chính là cái dùng để nâng gì, nâng cầu lên. Được chưa? Đấy, thì đấy là hai cái để thực hiện làm sao điều khiển nâng cầu. Thế thì khi thực hiện nâng cầu ở đây thì lúc này em chỉ cần thực hiện ấn cái công tắc này vào này. Ấn công tắc này nha. Đấy. Và ta nâng lên thôi. Khi trong quá trình nâng ở đây thì các em lưu ý là trong quá trình nâng thì các em cũng phải chịu khó nhìn cho tôi gì đấy xung quanh xe nhá. Thế tại sao phải nhìn xung quanh xe để làm gì, để xem là nó lên có đều hay không? Nếu lên không đều thì chứng tỏ nó đang bị gì đấy, có thể là bị một vấn đề nào đó nó làm cho cái này lên không thì không đều thì ta phải dừng lại để tránh trường hợp hàng giáo xảy ra lỗi. Được chưa? Do vậy em cứ nâng bình thường này lên và nhìn nhớ nhìn xung quanh của tôi nhá. Thế để khi con em nghe đến tiếng kêu tạch tạch đấy là cái đó chính là những cái chốt cầu nhá, nghĩa là khi nó lên nó gạt lên xong nó bị hất lên nó lại đẩy ra như thế này để nó thực hiện hàng giáo chốt vào nhá. Đấy thì cái đó rồi. Thế để ví dụ như là sau khi các em lâng lên như này rồi, nghĩa là lâng làm sao để nó phù hợp với cái vị trí mình gì đấy làm nhá các em. Giả sử như là em xuống gầm em làm nhá, cái này em xuống gầm em làm này,
cái này em chui vào bên trong này để em làm nhá, được chưa? Thì các em phải lâm lên một cái vị trí làm sao mình ngồi hoặc mình đứng để phù hợp mình trong quá trình tháo gì, tháo lắp, được chưa? Còn ví dụ như là em làm bánh xe này, như là em làm phanh làm tiếp thì em không cần phải nâng cao đến mức này. Cái này em có thể hạ thấp xuống làm sao để nó nâng cái bánh này qua mặt thì mặt đất này, được chưa? Còn nếu mà em mà lâm lên để làm cái phù hợp mà phải ở bên trong này nhá, bên trong này, được chưa? Đấy, như ví dụ có một số xe mà em hạ hộp số xuống thì bắt buộc em phải nâng cao lên để em làm sao tháo hộp số, được chưa? Đấy, thế thì tháo hộp số lên thì nâng cao lên thì một là ví dụ như là những cái xưởng mà giả sử ở xưởng mà nó cái trần nó cao nhá, được chưa? Thì mình sẽ phải nâng lên thì mình có thể đứng làm thoải mái hơn, còn đứng gò gò đấy. Còn ví dụ như ở xưởng mình bây giờ nó không nâng được lên quá đà nữa thì mình phải chịu chấp nhận làm sao cong lưng để gì làm hoặc là dưới dạng ngồi làm nhá, được chưa? Đấy, thế thì sau khi em nâng lên được cái tầm này rồi thì cái tầm để phù hợp với mình rồi nhá, được chưa? Thì để an toàn nhất thì cái em ở trên này có để an toàn nhất nhá, thì lúc này khi nó lên đến tạch cái rồi, em nghe đến tạch cái rồi nhá, đây là ví dụ như này, được chưa? Lên tạch cái rồi xong đúng không, thì lúc này em để chốt được an toàn thì tốt nhất là em ấn cho tôi cái cầm điều khiển hạ cầu xuống để cho cái chốt an toàn nó sẽ thì đấy chịu lực của đỡ của toàn bộ anh này và ngăn không cho cái ti thủy lực của nó chịu lực nhá, thì em ấn xuống như này cho tôi. Yeah. Khi em ấn nó xuống như này thì làm sao các cái chốt, nghĩa là cả cái tay cầu này nhá, nó ăn ngàm vào cái, nghĩa là cái bên trong nó có cái chốt, nó chốt ngàm vào để nó giữ cái tay cầu này trên cái thân này, được chưa? Thì lúc này làm sao nếu nó sẽ không ảnh hưởng nằm, nghĩa là không tác động lực vào cái ti thủy lực, nên do vậy ti thủy lực không phải chịu lực toàn bộ cái tải trọng này, yeah. Thì nó sẽ bền cái ti hơn nhá, và nó tạo độ ăn gì an toàn. Còn nếu em cứ để lưng trùng mà để cho cái ti nó phải chịu cái lực đấy thì trong quá trình làm việc, nghĩa là chịu cái áp suất ấy, thì nó sẽ bị làm gì đấy, hỏng cái phớt, được chưa? Đấy, hoặc cái phớt đấy hỏng đi thì nó làm hạ cầu xuống đột ngột nhá, được chưa? Đấy, nên mình phải hạ chốt này. Sau khi hạ chốt xong rồi thì lúc này em sẽ thực hiện làm sao làm cái công việc của mình khi tháo gì, tháo lắp, được chưa? Còn nếu mà để an toàn hơn thì các em có thể là gì đấy, mua cho tôi mỗi bốn cái mễ, ví dụ này mễ nó giống như này nhưng mà nó có độ cao gì cao hơn nhá, nó giống cái mễ này nhưng nó sẽ cao hơn nhá các em. Nó cao hơn để làm gì, ví dụ như trong quá trình làm cáo, nghĩa là trong quá trình mà các em làm ấy thì em sẽ để bốn cho tôi bốn cái mễ này ở bốn các cái vị trí góc để kê đỡ cho gì đấy, cho các cái tay này nhá, được chưa? Đấy, nghĩa là em dùng cái mễ cao nhá, cái mễ đấy nó làm thay đổi kích thước được nhá, ví dụ em hạ tầm nào em có thể đưa nó vào để đây làm sao kê nó, nghĩa là để xuống đất này đưa cao lên kê nó để nghĩa là nó đỡ cho cái tay cầu này nhá, một lực cho em, được chưa? Thế nên đỡ tay cầu này một lực, mà giả sử trong quá trình làm mà nó lỗi cái thì nó xuống lại bốn cái mễ của mình, bốn góc nó đất gì đấy, nó đỡ cho mình rồi thì cái độ an toàn cực kỳ gì cao nhá, được chưa? Đấy, có những người người ta làm mễ mà có thể là làm sao người ta kê ở các vị trí đó để tránh trường hợp, kể cả kê ở phía đầu này, ví dụ phía đầu này đối với động cơ đặt ngang và động cơ đặt phía trước thì trọng lượng bao giờ nó cũng dồn về đây nó nhiều hơn, mà khi làm thì mình kê vào đấy nó sẽ có độ an toàn làm sao cực cao luôn, nghĩa là không cho cái chúi đầu xuống phía gì dưới nhá, được chưa? Thì đấy là cách sử dụng trong quá trình nâng cầu lên, ok chưa? Thế thì cái thứ hai nghĩa là sau khi mà các em sửa chữa xong rồi thì bắt buộc các em phải hạ gì, hạ cầu để đánh xe ra ngoài thử xe đúng không, kiểm tra xe đúng không? Thì lúc này bắt buộc em phải hạ cầu xuống, mà hạ cầu xuống thì ta phải thực hiện công đoạn như sau. Cái thứ nhất là ta phải nâng gì, lại nâng lên một chút nha, nâng lên một chút, sau đó các em sẽ thực hiện rút cho tôi cái chốt khóa này ra, rút chốt khóa này ra nha. Đấy, thì cái nào ở bên phải và bên trái của tôi đều có một cái chốt khóa nhé, được chưa? Thì để thực hiện được đó thì em nâng tôi cầu lên chút này. Đấy, sau đó em rút chốt, được chưa? Em chỉ cần rút mạnh ra cái là xong thôi nhá. Thế sau khi rút chốt rồi thì em sẽ thực hiện làm sao hạ cầu, mà trước khi hạ cầu thì em phải dọn các cái chi tiết ở bên trong, em mới kéo được hơi hay ra ngoài em ơi nhá. Dòng thủy lực nó chảy đấy. Thế thì khi sau khi em mà tháo ra bên ngoài rồi nhá, được chưa? Nghĩa là rút các cái đấy ra bên ngoài thì lúc này em hạ gì, hạ cầu, nhớ mà khi hạ thì ta vẫn phải quan sát xung gì xung quanh nhá các em, nghĩa là nếu mà trong quá trình dọn rồi thì ta vẫn phải quan sát nhá, để xem cái cầu mình hạ có đều hay không nhá, được chưa? Thì ta ấn cái tay này xuống này, nhớ là ấn cái tay này nhá, được chưa? Cái tay này em ấn phải thoải mái chứ không cần phải các em ấn chừng là phải gì đấy, nghĩa là thầy ơi ấn nó nhẹ hay là ấn phải, thì em ấn thoải mái luôn nhá, được chưa? Đấy,
sau khi em hạ hết rồi thì em vẫn làm cái công đoạn như cái đầu tiên tôi giới thiệu ấy, là ta lại rút gì, thu gì đấy, tay cầu. Nhớ là khi thu tay cầu nhá, em thu ra này, sau đó em rút cái thuốc này em kéo nó ra này. Dạ. Mà ở đây lưu ý này, khi thu tay cầu là cái em cầm em thu, nghĩa là kéo vào đây, tôi cho các anh nhìn, kéo vào này em. Nhưng mà kéo vào phải ứng chừng tay nhé, chẳng may mà kéo mạnh quá cái ngón tay mình nó nhét vào cái kẽ này thì này tại sao mà có thương tật nhá. Được chưa? Đấy, ở đây nó có kẽ nhá các em nhá. Khi em giật mạnh vào nó sẽ nhét vào trong này. Nên do vậy khi mình cầm vào mình cầm ứng chừng thôi, và cái lực mình hất vào phải đều gì? Đều đặn nhá. Được chưa? Đấy, không đến lúc mà nó làm rách tay hoặc đau tay thì lúc đấy nó cảm giác nó lại thoải mái nhá. Thì là sau khi mình cho hết cái hai cái tay cầu ra rồi thì mình sẽ đánh xe ra để thử kiểm tra nhá. Được chưa? Đấy thì đấy là cái mà trong quá trình sử dụng cầu thì lâm như các em.